Sáng mùng 6 tháng 8 năm 2018, Ủy ban Nhân dân phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức một cuộc họp sau vụ lùm xùm tiểu thương chợ Thái Hà tối đơn vị quản lý chợ là Công ty Cổ phần Đầu tư Dân dụng Hà Nội quản lý chợ kiểu sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Cuộc họp do bà Hoàng Hoài Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Liệt chủ trì. Đơn vị quản lý chợ có ông Phạm Tiến Điệp, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội, ông Trần Quốc Vũ, Phó Ban quản lý chợ Thái Hà. Ngoài ra, còn có các cán bộ chịu trách nhiệm về mảng địa chính, phòng cháy chữa cháy, cán bộ thuế và đại diện cho các hộ kinh doanh tại chợ Thái Hà. Tại cuộc họp, bà Loan nêu ra 3 vấn đề quan trọng cần giải quyết trong cuộc họp gồm 1. Đơn kiến nghị về tăng giá dịch vụ 2. Thông báo ngừng hoạt động chợ Thái Hà để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy 3. Về công việc thu chi thuế tại chợ Thái Hà. Cuộc họp đã diễn ra công minh, minh bạch giữa sự chứng kiến của các bên liên quan. Trong khuôn khổ cuộc họp, ông Điệp, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội khẳng định chợ Thái Hà là chợ nguồn vốn nhà nước, được thành lập từ năm 1994 và là chợ loại 3, đúng như những gì các bà con tiểu thương nơi đây khẳng định. Ông Điệp cho biết công ty chỉ làm theo quy định của nhà nước và nếu có sai sót gì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa thu hồi chợ về và tổ chức đấu thầu lại. Lý do đóng cửa chợ, vị này cho rằng là do công tác phòng cháy chữa cháy phải được khẩn trương tiến hành và chỉ có cách đóng cửa chợ, sửa chữa lại hoàn toàn mới có thể thực hiện được. Cái tồn tại về công tác phòng cháy chữa cháy tôi không nhắc lại nhưng nó là hiện trạng của nhiều lắm. Còn cái việc mà khi cơ quan phòng cháy chữa cháy ra quyết định đình chỉ thì công ty phải chấp hành, công ty không thể không chấp hành, báo cáo chị như vậy. Tuy nhiên cái việc ảnh hưởng đến hoạt động của bà con đó là đương nhiên. Tuy nhiên, theo ý kiến của ông Nguyễn Thanh Tùng, phụ trách phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, khi thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa theo công văn số 119 về việc đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và ổn định tình hình an ninh trật tự tại chợ Thái Hà, thì đơn vị quản lý chợ ngoài việc phải sửa chữa, nâng cấp, vẫn phải có phương án đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Ra quyết định tạm đình chỉ thì cũng đã hết thời hạn rồi, mà bên chủ đầu tư vẫn không khắc phục được. Đúng là phải chấp hành theo quy định pháp luật là như thế, nhưng mà tuy nhiên là cũng phải đảm bảo những quyền lợi hợp pháp kinh doanh cho ủy ban chợ, cho những hộ tiểu thương của chợ Tây Hà. Đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khẳng định về công tác phòng cháy chữa cháy hoàn toàn có thể sửa chữa lại theo đúng quy định mà không cần phải đóng cửa chợ từ 4 đến 12 tháng như công ty đã thông báo trước đó. Khi mà sửa chữa cải tạo cũng như là sửa chữa phương án xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy thì nên làm cuốn chiếu. Tại vì người dân trong chợ kinh doanh, người ta kinh doanh bây giờ cả đời người ta bám vào chợ để người ta kinh doanh. Thì việc dừng hoạt động 4-5 tháng người ta cả 1 năm rồi thì người ta sẽ đi đâu? Và Ủy ban phường sẽ làm công văn trực tiếp báo cáo quận về vấn đề này. Cái việc mà quản lý cái chợ Thái Hà nó không được chu đáo cũng như là được chỉnh chu cho bà con thì cái việc đó Ủy ban phường sẽ báo cáo quận về việc thu hồi hay như nào đấy là việc do quận. Kết thúc cuộc họp, Phó Chủ tịch Phường Trung Liệt, bà Hoàng Hoài Loan yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Hà Nội phải làm việc theo đúng lộ trình rõ ràng, cần giải thích cặn kẽ cho bà con, tránh việc hiểu lầm không đáng có và luôn phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, sống và làm việc theo chủ trương của pháp luật.